kêu gọi nửa triệu đô cho bảo hiểm tình yêu, ta tớt bị sa liên chất vấn cực gắt. Nhắc đến bảo hiểm, người ta đã quen với bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe cộ, bảo hiểm thân thể, ta dạ những cống phẩm luôn đi kèm với sự tổn thất. Nhưng trong chương trình Sa tăng Việt Nam tối qua ngày 23 tháng 10, người theo dõi được founder công ty cổ phần Mi Việt Nam giới thiệu về một loại bảo hiểm trước tiên và duy nhất tại Việt Nam, bảo hiểm tình yêu. Tham gia thương vụ bạc tình tỷ, vào Nguyễn Bảo trọng tiêu gọi 500.000 đô la Mỹ cho 15% cổ phần công ty cổ phần Mi In Việt Nam, chuyên cung ứng nền tảng bán bảo hiểm online. Người mua bảo hiểm tình yêu sẽ chiếm được một phần thưởng vượt qua thời gian thách thức, đi đến hôn nhân. Công ty của em là đại lý bán bảo hiểm online, mỗi người nhập cuộc đóng 2.000 đồng mỗi ngày, gọi là quỹ bảo hiểm khi thành viên nhập cuộc quỹ đạt được mục tiêu, sẽ chiếm được số tiền bồi thường lấy từ quỹ. Đến cuối năm, số tiền còn lại cũng sẽ được trả lại cho mọi người. Hiện 58% dân số Việt Nam không có bảo hiểm này, nên chúng ta có dung lượng thị trường vô cùng lớn và chưa ai động đến founder chia sẻ. Ta rất bảo trọng mong muốn gây dựng lòng tin cho khách hàng khi nhập cuộc đóng bảo hiểm, đảm bảo 100% người mua sẽ được nhận khoản bồi thường hoặc hoàn trả số tiền đã đóng có kinh sợ nghiệm hơn 30 năm đầu tư lĩnh vực bảo hiểm, Sa Liên ngay lập tức gọi ta tớt về giấy phép hoạt động. Vị Sa này cho rằng công ty của Bảo Trọng chỉ là đại lý bán bảo hiểm, không phải công ty bảo hiểm gốc nên hoàn toàn không có thẩm quyền thẩm định mức bảo hiểm có thể chi trả. Thậm chí, bà ngoại dù hiếm khi tỏ ra nghiêm khắc, nhưng lần này lại liên tiếp ngắt lời ta tớt bằng loạt câu hỏi chất vấn, ai sẽ trả tiền bồi thường cho khách hàng? Ai cho phép em, làm sao em đủ tư cách bồi thường? Em đang nói chuyến với tôi chủ của công ty bảo hiểm, gần 30 năm trong ngành, còn em chỉ là đại lý bán bảo hiểm. Với kinh sợ nghiệm làm bảo hiểm, Sa Liên tỏ ra rất quan tâm khi liên tiếp đặt câu hỏi chất vấn. Thậm chí, Sa Liên còn kết luận thẳng thắn, em hoàn toàn không hiểu gì về bảo hiểm muốn thu tiền của dân không đơn giản, quỹ của em phải được cấp phép. Tôi cũng không hiểu em kêu gọi số vốn nửa triệu đâu nhằm mục đích gì. Dù bị chất vấn liên tiếp nhưng founder Nguyễn Bảo Trọng vẫn tỏ ra bình tĩnh kế tiếp phần thuyết trình một cách rõ ràng, thuyết phục. Để không khí vui mừng hơn, Sa Hương đặt câu gọi bóng hỉnh, nếu người ta yêu nhau gần chẳng may kết duyên thì em phải trả tiền bồi thường đúng không? Ta tớt chia sẻ, sản phẩm bảo hiểm tình yêu bọn em xây dựng rất đơn giản, dựa trên các cặp đôi đang yêu nhau muốn biểu thị cam kết và trách nhiệm với người mình yêu. Chỉ cần đăng ký thông tin của bạn và người mình yêu, sau khoảng thời gian thách thức tối thiểu 3 năm, cặp đôi nào kết duyên sẽ chiếm được quà cưới trị giá tới 30 triệu đồng. Sa Liên là cá mập trước tiên từ chối đầu tư, đây là điều không khiến người xem bất thần. Sa Phạm Thanh Hương và Sa Nguyễn Thanh Diệp cũng từ chối rót vốn gì không quan tâm nhiều đến cống phẩm này. Dù Founder thừa nhận hiện tại công ty đang lỗ lũy kế 26%, nhưng Sa Mạnh Dũng và Sa Ngọc Thủy Dị Cá Mập vừa quay về chương trình trong tập tối qua lại quyết định cùng tóm tay nhau đầu tư vào bảo hiểm tình yêu. Sa Thủy và Sa Dũng khiến nhiều người bất thần khi tóm tay nhau đầu tư bảo hiểm tình yêu. Anh cho rằng đây là mô hình công nghệ ứng dụng trong lĩnh vực bảo hiểm có nhiều tiềm năng. Vì em đang là người đi đầu trong lĩnh vực này, nên anh muốn cùng Sa Dũng, Sa Dũng có sẵn nghệ sinh thái về công nghệ, còn anh đang làm giáo dục, liên kết đầu tư Sa Thủy nhận định. Hai Sa đề nghị 500.000 đô la Mỹ cho 25% cổ phần. Đây là cái kết có hậu dành cho ta tớ trẻ khiến nhiều người theo dõi của chương trình khá bất thần, nhưng cũng không quên chúc mừng và ủng hộ founder công ty bảo hiểm.